Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Tiền Giang. Hôm nay em xin giới thiệu với quý vị khán giả một thửa đất tọa lạc tại ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Trước đất của mình là một cái đám thanh long đây, đám thanh long ruột đỏ ha. Còn mặt tiền của đất mình á, là mặt tiền nhựa, nhựa 5m nha quý anh chị. Mặt tiền nhựa 5m ha. Về ngang mặt tiền của mình là 22m. Sâu vào bên trong là 22m. Đây, mặt tiền của mình là từ cái cây trụ đây ha. Từ bên đây qua tới cái cây dừa bên đó là 22m. À, sâu vào bên trong á, là cái cạnh bên tay trái em đây là 22m và cạnh bên phải là 19m. Có luôn một cái căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ ha. Căn nhà này thì không có tính tiền nha quý anh chị. Từ đây mình đi ra chợ thì mình mất khoảng 10 phút. Đây là khu dân cư. Nhà cửa rất là đông nha quý anh chị. Xung quanh là nhà cửa rất là đông ha. Đất của mình tổng diện tích là 445m² và có 200m thổ cư. Sổ năm 2021 nha quý anh chị. Em xin nhắc lại là cái mặt tiền của mình được 22m. Sâu vào bên trong một cạnh là 22m và một cạnh là 19m. Có 200m thổ cư, giá bán là 1.600.000.000 đồng, thương lượng chính chủ và giấy tờ chủ bao ha. Trước mặt là một cái đám, trước đất của mình là lộn nhựa và bên hông lộn nhựa là một cái đám thanh long, nhìn rất là đẹp và thoải mái ha. Quý anh chị mình quan tâm sản phẩm này nhớ like, share và comment cho em ha. Còn quý anh chị nào mình đóng góp ý kiến thì vui lòng comment bên dưới cho em để em cập nhật thông tin và để em hoàn chỉnh những cái video tiếp theo cho hay hơn, hoàn chỉnh hơn. Đến đây thì em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video của em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo ạ.